Cuộc chiến giữa Ukraine và Nga sẽ có nhiều sự thay đổi nhanh chóng trong những ngày sắp tới, tại vì cái ước mơ tối cao của đất nước Ukraine sắp sửa trở thành sự thật, vì máy bay F-16, máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ chế tạo sắp sửa đến tay của không quân Ukraine. Hoa Kỳ đã chấp thuận cho bên thứ ba chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho không quân Ukraine thông qua hai quốc gia đó là Đan Mạch và Hà Lan, ngay sau khi quá trình đào tạo các người phi công Ukraine hoàn tất. Theo lời tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Tony Blinken đã đưa ra lời bảo đảm trong đó, một bức thư đã gửi vào hôm nay thứ năm tới những người đồng cấp ở bên Đan Mạch và Hà Lan. Tôi viết cái lá thư này để bày tỏ cái sự ủng hộ hoàn toàn của nước Mỹ đối với việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho quân đội Ukraine và việc đào tạo phi công của Ukraine bởi những người hướng dẫn F-16 có trình độ. Ông Blinken viết cho các người quan chức của các người quốc gia đồng cấp ở bên Đan Mạch và Hà Lan như trên. Và cái điều quan trọng đó là Ukraine có thể tự bảo vệ họ trước sự xâm lăng và vi phạm chủ quyền của Nga đang diễn ra. Ukraine đã tích cực tìm kiếm máy bay F-16 từ Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh phương Tây khác để mà giúp chống đỡ cuộc tấn công của Nga. Và hôm thứ Tư vừa qua thì các quan chức Ukraine đã không có mấy sự lạc quan về sự việc sớm nhận được các loại máy bay chiến đấu này. Ông họ nói rằng rõ ràng là chúng tôi sẽ không bảo vệ được Ukraine nếu mà không có máy bay chiến đấu F-16 trong mùa thu hay mùa đông này. Phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine Yuri Ionat cho biết trong một lần xuất hiện trên truyền hình của nhà nước. Đầu tháng này, theo tờ Washington Post đưa tin, thì phải đến mùa hè năm sau thì các máy bay chiến đấu mới đến được Ukraine. Tổng thống Joe Biden đã tán thành sự việc huấn luyện F-16 cho các phi công Ukraine vào tháng 5 vừa qua. Và tin tức vừa rồi đã giúp cho tình hình chiến sự của Ukraine và Nga. Đây là một sự việc rất là tích cực cho quân đội của Ukraine, thưa quý vị.